Ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức buổi gặp mặt 350 cựu học sinh Thừa Thiên Huế hiện đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Gặp gỡ Huế. Cuộc gặp nhằm kết nối, mời gọi đội ngũ tri thức, chuyên gia, doanh nghiệp, cống hiến, hiến kế cho Huế phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì buổi gặp mặt. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã giới thiệu về nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Trong đó, mục tiêu xuyên suốt là Thừa Thiên Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025. Đến năm 2030, sẽ là một trung tâm lớn đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo. Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu của châu Á. Lãnh đạo tỉnh cũng nêu một số định hướng phát triển của Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2021-2030. Nội dung danh mục dự án phát triển Thừa Thiên Huế, các lĩnh vực ưu tiên, thông tin chiến lược phát triển công nghiệp, công nghệ thông tin, giới thiệu thiết chế tiện ích đô thị Huế, thiết chế hạ tầng xã hội phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và một số nội dung khác mà Thừa Thiên Huế hiện đang quan tâm huy động nguồn lực đầu tư phát triển. Là cơ quan được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao làm đầu mối để tổ chức xúc tiến kêu gọi đầu tư. Năm nay thì có cái khác với năm ngoái là theo chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban tỉnh là có cái gặp gỡ Huế ở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái cơ hội để gặp gỡ những người con xứ Huế và cũng là cái điều kiện để tổ chức làm công tác xúc tiến đầu tư để giới thiệu những cái dự án mà hiện nay tỉnh đang tập trung đầu tư ưu tiên quan tâm. Ngoài ra thì thông qua những việc gặp gỡ như thế này thì sở chuyên ngành sẽ thu nhận được những ý kiến, những cái đề đạt về trong cái việc phát triển kinh tế xã hội cũng giống như trong cái việc kêu gọi đầu tư, đồng thời là kết nối các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa để hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, mục đích là phát triển mạnh doanh nghiệp và tập trung để phát triển đưa kinh tế của tỉnh nhà đi lên. Buổi gặp mặt đưa các chuyên gia, trí thức, doanh nghiệp, người yêu Huế tại thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng nhiệt tình với nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết cho Huế. Trong đó, tập trung hướng đến việc xây dựng thương hiệu Huế là thành phố hạnh phúc, phát huy giá trị di sản trên nền tảng văn hóa, xanh và thông minh, phát triển du lịch với các sản phẩm đặc trưng, đẳng cấp, chất lượng và giá trị cao, phát triển nền kinh tế tri thức với công nghệ thông tin, nông nghiệp sạch công nghệ cao. Các đại biểu bày tỏ mong muốn sẽ góp sức đồng hành cùng với tỉnh Thừa Thiên Huế, hình thành phát triển mạng lưới người yêu Huế tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có một không gian gặp gỡ rất là thoáng và rất cởi mở. Có lẽ lần đầu tiên Ủy ban tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức được, quý tụ được rất là nhiều khuôn mặt trẻ. Tôi hy vọng với những cái cuộc gặp gỡ như thế này để có thể trao đổi tất cả những ý kiến và những cái sáng kiến xây dựng cho Huế, thì Huế sẽ trở thành một thành phố tiêu biểu nhất của Việt Nam. Và trong tương lai, sự phát triển của Huế, sự giữ gìn Huế sẽ được những cái ý kiến cũng như là những bàn tay rất trẻ, rất năng động, sáng tạo để tạo cho thành phố một hình ảnh vượt trội của đất nước Việt Nam. Đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ Huế, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định sẽ có những chương trình hành động cụ thể trong thời gian tới để hiện thực hóa những ý tưởng này. Đồng thời cho biết chương trình gặp gỡ Huế sẽ được tổ chức thường xuyên hơn tại các tỉnh thành khác trên cả nước, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, nhằm hồi tụ kết nối những người con xa Huế, những người mong muốn cống hiến ý kiến đóng góp xây dựng quê hương. Chúng tôi mong muốn những cuộc gặp gỡ này sẽ thường xuyên hơn và sẽ có thiết lập những mạng lưới trên môi trường mạng để chúng tôi kịp thời đóng gần những cái góp ý, những hiến kế của bà con xa quê, những nhà đầu tư người Huế thật đạt ở khắp mọi nơi. Rồi tất cả những ý kiến đấy cũng sẽ được tổng hợp để thành những đề án, những đề tài và đưa vào trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Thừa Thiên Huế trong thời gian tới. Đây là hoạt động theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ nhằm huy động mọi nguồn lực để xây dựng giấc mơ Huế trên nền tảng tri thức và văn hóa. Huế đã từng sang trọng trong quá khứ và phải giàu có trong hiện tại. Giấc mơ đó không còn xa vời.